Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến máy của chị Định Nghi đọc giúp một câu hỏi của đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức. Và chúng con kính mời bác Minh Đạt chuẩn bị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy cho con được hỏi một câu. Mẹ con năm nay 95 tuổi, mẹ con đã không ăn ngũ tân đã rất lâu rồi. Hiện mẹ đang ở cùng con trai trưởng, nhưng anh chị con không tin Phật Pháp. Mẹ con rất muốn ăn chay, nhưng anh chị không cho ăn chay và nói ăn thế thiếu chất. Cho nên mẹ con phát nguyện ăn chay 1 tháng 10 ngày. Anh chị con đồng ý. Mẹ con rất chăm chỉ niệm Phật và tha thiết được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hằng tối, mẹ con niệm Phật và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thưa thầy cho con hỏi, như thế mẹ có đủ điều kiện để được vãng sanh không ạ? À? Con thành kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ý chí thì muốn vãng sanh, mà môi trường cản trở, sợ rằng mẹ mình không vượt qua cái chướng nặng trong giờ phút cuối cùng đâu. Thực sự đây là một chướng nặng rất khó. Tại vì bây giờ mình còn khỏe, mà người con trai trưởng không chịu vâng lời mẹ, không chịu hộ pháp cho mẹ, mà cũng bắt mẹ phải ăn thịt, không cho mẹ kiêng cữ ngũ tâm, thì đến lúc nằm xuống rồi làm sao mẹ có tiếp còn hơi sức mà nói người con này chấp nhận ý muốn của mình. Cho nên khi mà nghe nói tới chuyện này, những người con trong gia đình chúng ta, nếu mà thực sự chư vị có hiếu với cha mẹ thì nên cố gắng làm vui lòng cha mẹ mình đi. Chỉ cần làm vui lòng cha mẹ, người mẹ của mình mà vui vẻ hân hoan là chư vị trả một hiếu lớn lắm rồi. Chứ bây giờ chư vị bắt mẹ mình ăn mặn mà một lần cầm miếng thịt lên mẹ mình rưng rưng nước mắt. Miếng thịt đó vào trong người của mẹ mình biến thành chất đại độc đó chư vị. Nó hại luôn cái cơ thể của mẹ mình, mà nó hại luôn cái tinh thần của mẹ nữa. Tâm hồn của mẹ mình không vui vẻ đâu. Xin thưa thiệt với chư vị, một người mà phát tâm tu rồi mà mình tìm cách mà ngăn cản con đường tu hành người ta, chắc chắn chư vị nghĩ rằng là ăn mặn tốt cho mẹ mình đó, cái tâm đó cũng tâm tốt đó. Nhưng mà tốt hay xấu là do chính cái tâm của người ăn đó có hoan hỷ hay không. Nếu mà cái tâm mà hoan hỷ, người ta ăn một cái cục cơm mà có nguội vẫn là bổ phế như thường. Còn cái tâm mà không hoan hỷ, dẫu cho ăn chất đại bổ thì càng bổ chừng nào vào trong cơ thể mình, nó càng khó tiêu chừng nó, coi chừng bị thương tật, bị đại họa. Tất cả những bệnh ung thư thường thường xảy ra là do tình trạng như vậy. Tất cả tim mạch đều hư hỏng là do cái tâm thần của người bệnh không hoan hỷ. Có nhiều người bị gọi là đứt mạch máu não đồ, phải bị khó khăn, nhiều khi phải đi vào nhà thương tâm thần cũng do cái tinh thần người ta không thoải mái. Chính như vậy mà nếu người con mà biết hiểu đạo, xin thưa thực với chư vị, hãy làm cho cái người mẹ của mình vui vẻ đi, nở một nụ cười ra đi, vui vẻ đi, tự nhiên chư vị đã được đại hiếu. Còn chư vị cầm từng miếng thịt heo, từng miếng thịt bò, chư vị thấy bố vô cùng. Nhưng mà đưa một người phát tâm tu hành ăn, họ ăn không được đâu chư vị. Mà bắt họ ăn nhiều khi, ăn mà cái dòng lệ của họ chảy tuôn vào trong cái quả tim của họ. Vô tình cái quả tim của họ chứa đầy các chất độc mà không hay. Xin thưa thực, nếu mà biết tâm lý một chút, chúng ta phải biết rằng là cái niềm vui nó quan trọng vô cùng. Tại sao một người sắp chết mà người ta mỉm cười ra đi, mà ra đi sau cái thân tức nó cũng mỉm cười luôn, nó mềm mại, nó tươi hồng, nó tốt đẹp. Tại sao một người thường xuyên ăn thịt ăn cá mà lúc ra đi
mình nhìn khuôn mặt không dám nhìn. Dẫu cho nhà hoàng mà tới thoa son đánh phấn mình cũng không dám rờ, tại vì đền nó cứng nhắc, mà đến lâu bị hôi nữa. Cho nên mong chư vị phải nhớ, Giám không biết khuyên những người con này bắt buộc những người con phải tin Phật đâu, nhưng mà xin nếu là cha là mẹ chư vị cố gắng làm cho người mẹ mình vui đi, làm cho người thân mình vui đi. Nhiều khi chư vị không cho một đồng bạc nhưng mà làm cho người thân mình vui là chư vị cũng có một cái phước vô cùng lớn rồi. Ở nước ngoài có nhiều cái người mà bị cái bệnh gọi là trầm cảm đó, mà phải bỏ tiền ra tìm những người tâm lý để tới giúp cho cái người đó vui luôn chứ cái gì đâu. Nhờ cái vui đó mà cái trầm cảm nó bớt đi. Tại sao bây giờ chúng ta không biết bỏ chút ít cái tâm lý ra làm cho người mẹ mình vui đi, để nó giải tỏa cái gọi là cái tâm bức xúc ra. Từ cái tâm này mà nó hoan hỷ lên thì cái thân thể này nó cũng tráng kiện lên, chứ không phải cho ăn thịt là người mẹ của mình tác diện đâu. Chư vị có thấy con bò không? Nó có ăn miếng thịt nào không? Mà sao cái thân thể nó khỏe mạnh vậy? Rồi chư vị có thấy con voi không? Con voi nó to, thật to, nó ăn cái gì đấy? Toàn là ăn trái cây không à? Nó còn ăn lá cây không à? Những con vật lớn nhất thường thường là ăn lá, ăn hoang quả đấy chư vị. Còn những con mà ăn thịt thì cái tuổi thọ nó nhỏ lắm, yếu lắm. Mong chư vị hiểu được như vậy. Những người không biết đạo hãy hiểu rằng là chính cái tâm của cái người đó nó giải quyết rất nhiều vấn đề, chứ không phải cái miếng thịt mà làm cho cái thân thể của họ tráng kiện đâu chư vị. Đừng nghĩ rằng là ăn thịt như vậy là tốt đâu nhé. Cho nên mong cái người mẹ này cố gắng làm di chúc đàng hoàng, nhắc nhớ đàng hoàng, phải cẩn thận. Chứ nếu mà cứ từ chỗ ăn chay rồi ăn thành 10 bữa một tháng mà con không chịu rồi cái theo con đó mà bỏ đi, là chúng ta bỏ con đường giải thoát, theo con đường đọa lạc. Đến 90 mấy tuổi rồi mà chuẩn bị đi qua thế giới khác rồi, qua thế giới khác mà là một người sướng hơn thì chúng ta cũng nghe lời con. Chứ qua thế giới khác mà trở thành là gì, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì lúc đó mẹ con đâu còn nữa, tình cảm đâu còn nữa, giải quyết được gì đây? Chẳng phải lúc đó ân hận con cái làm oán thân trái chủ cho con cái mà tốt sao? Mong cho người con cũng như người mẹ quyết chí mà lo con đường giải thoát đi, chứ đừng lo cái thân này nữa. 95 tuổi rồi thì còn gì nữa mà lo chư vị ơi. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy.